Ngươm ạ, các bác cứ từ từ đi, đằng nào các bác cũng đến lượt. Em quay ở trong kia rồi thì không có lý do gì mà em không quay đây. Nhưng mà có một số bác gọi này, xong lại bình luận. Em nói thật câu là các bác thông cảm, người Việt Nam mình nên nghĩ một cách thoáng đi. Không phải đâu, chỉ có một số người thôi, nhưng làm ảnh hưởng thì em phải nói như vậy, bác thông cảm nhé, các bác thông cảm. Em Tuấn đã xác định quay lên thì chỗ nào em cũng quay, có một số bác lại bình luận. Ê, ông chỉ quay mấy con trong kia thôi, mấy hàng châu Âu ông bỏ kia ông có quay đâu, ông này nó. Và các bác tại sao bác lại nghĩ thế à? Em quay trong kia em đã mất 4 đến 5 clip rồi, 6 clip rồi. Thì các bác cũng phải để cho các bác xem hết lần lượt em mới quay ngoài này. Chứ đã kênh của em đã chơi ấy. Em tất tay chứ không bao giờ em có chuyện em găm mấy đôi xịn hay em găm mấy hàng dễ bán vào là em găm để em chuộc lợi lại là cho những ông xả hết đi nha. Các bác để ý kênh của em từ trước đến giờ nhưng không bao giờ em có chuyện đấy. Nên hôm nay em sẽ quay cái lượt ngoài này cho các bác, bởi vì hết trong nhà thì mới ra ăn đây. Trong nhà chưa hết đâu, nhưng mà gọi là hòm hòm đã. Nên là các bác yên tâm nhé, không bao giờ mẹ chơi xấu, chơi bẩn, nói em nói luôn cho nhanh. Chứ còn các bác không nghĩ đây, em sẽ quay loa loa châu Âu ở ngoài này cho bác luôn, loa châu Âu và âm ly châu Âu luôn nhá, đỡ phải nói nhiều. Còn nhiều lúc các bác nhiều lúc mình nghĩ mà bảo mẹ hay là trong đầu mình không có ý định đấy mà các bác nói thế, chắc trong đầu của bác toàn ý nghĩ như thế thôi. Bởi vì chính mẹ mình tự nghĩ xấu thì mình xấu nên nó mới ra xấu mà. Chứ còn em chơi lên lịch sự đàng hoàng, không bao giờ chơi bẩn. Tiếp tục giảm giá cho các bác nhé, giảm giá cho các bác. Nhưng yêu cầu là tất cả những cái mức giá em giảm ở trên này các bác phải chia sẻ bài lên trang cá nhân giúp em thì em mới chấp nhận cho các bác cái mức giá để em giảm ở đây nhé. Thứ nhất, đôi loa sạc VinVega, đôi này bác nào cần em gửi clip cho nhé, em đã có clip rồi nên bây giờ lôi ra luôn. Sạc VinVega trên kênh là 11 triệu 9, được chưa? Đôi này bát một viền gân màu đỏ này, 11 triệu 9, để cho các bác 9 triệu 9 luôn nhá. 9 triệu 900. 9 triệu 900 ở đây nhá. 11 triệu 900 có clip, có báo giá trên kênh rồi, cho khỏi phải nói nhiều cho nó. Để bắt đầu cần clip thì em gửi clip con này cho, thế là lúc ấy nó khác biết chi tiết về nó. Đôi loa toàn giải Samba nhá. Bát bầu dục toàn giải Samba có bản test rồi. Mức giá trên kênh 4 triệu 8. Để cho bác 3 triệu 9 nhá. Rồi 3 8 đi. Nhớ là phải chia sẻ bài mới chấp nhận giá này, toàn giải Samba. Tiếp tục sang đôi loa Heiko. Đôi loa Heiko này đúng chưa? Loa Heiko toàn vỏ thép, trên kênh giá 5 triệu 9, đã có clip giới thiệu rồi, 5 triệu 9. Con này còn khui hàng chưa? Để cho các bác 4 triệu 9 nhá. 48 đi. Mình không thích 49 mấy. Vô tình quên đi, 48. Ok chưa? Có giới thiệu. Tiếp tục đôi loa kép Q9 nha. Đôi này kép Q9. Kép Q9 này. Kép Q9. Đấy nhá. Hai màng này. Kép Q9 đã giới thiệu trên kênh rồi. Nhá. Con này chỗ này hơi bẩn này, vệ sinh đi được. Kép loa đồng trục 4 bát. Con này trên kênh là 19 triệu 800 nhá. 19 triệu 8. 18 triệu 8. Để cho bác 17 triệu 9 đi. 17 triệu 9 nhá. 17 9. 17 9 nhá. 17 triệu 9. Con Q9, con này kép Q9, hàng made in England. Con này nhớ là 300 hay 400 watt một đôi đấy. Con âm ly Elux. Elux đẹp như mới 2000. Giá trên kênh 11 triệu 9. Con này đẹp xuất sắc cho bác nhé. Để cho bác 9 triệu 9, em Tuấn giảm được khỏi nghĩ đi nha. 99 đã có clip trên kênh. Nhưng mà những giá này yêu cầu các bác phải chia sẻ trên nhóm cá nhân, chứ không chia sẻ không bao giờ em Tuấn chấp nhận. Tiếp tục con NAD, dòng này mà các bác đánh loa Đức thì phê rồi. NAD nhé, 7 triệu 9 trên kênh. Giảm cho bác còn 59. Ui 69 đi. 59 đi. 59 cho phê đi. Đã nói là làm 59. Tiếp tục con NAD. Con NAD này là 720 nhé, 7020. Con NAD dưới là 7130, 6 triệu 8. Giảm cho bác còn 5 triệu 8. Ui 5 triệu 2 đi. 52. Dưới cùng đó là con âm ly gì đây?
Còn Lenco R25 Receiver, Lenco còn là đẹp như mới luôn, Lenco nhé. Lenco các bác chú ý nhá, nhập model này vào Google sẽ ra luôn nhé, Lenco R25 là sẽ ra thông số chi tiết của nó. À, trên kênh là giá 8 triệu 9, để các bác 7 triệu 9 đi. Ui, 6 9 nó nha. 6 9 nhớ phải chia sẻ bài thì mới được giá này, còn không thì không bao giờ em chấp nhận đâu. À, sang đến đây nữa. Tiếp tục con này, đó là con Philips 720. 10 triệu 8 trên kênh. Để bác 9 triệu 8. Ui mà 8 triệu 9 đi. 8 9 giảm cho 1 triệu 9 đi, gần 2 triệu gì nữa. 8 triệu 9 nhá. Ok chưa? Dưới này là con Cutter. Đôi loa Cutter này chắc có nhiều bác nhòm này. Con Cutter này trên kênh là 8 triệu 8 nhá. Này, con Cutter, con này là con Cutter, để em quay cho bác này. Con Cutter CTLE. Nó đọc chưa? Ôi trời ơi, nó vướng loa nên em cũng không muốn quay ra. LE600 nhá. Hàng Đức. Trên kênh 8 triệu 8, để cho các bác 7 triệu 8 đi, 7 triệu 8 thất bát không thích. 73, 7 triệu 3, con này thì vỏ chắc nịch, nó đứt. Lên tiếp tục con Samba trên này. Đây là con Samba 9120. Trên kênh là 9 triệu 9, 8 triệu 9, để cho bác 7 triệu 9 con Samba này nhé. 7 triệu 9. Bảy chín nhá, con Samba này để 9 triệu 9, để 9 triệu 9, để cho 7 triệu 9. Ôi giời, em đã chơi chơi xóa, em không chưa lâm dòng đâu các bác yên tâm. Mẹ sống không phải chưa quay đến nó thôi, chứ không phải là không quay, không không báo cho bác. Tiếp tục con trên này là con telephone ken. À, con đô la telephone ken này nhé. Đô la telephone ken này trên kênh là 6 triệu 800, đúng chưa? 6 triệu 800, để cho bác 5 triệu 8. Ui, 5 triệu 2 đi. 48 đi. 48, telephone ken nhá. Tiếp tục sang đôi này là đôi Philips nữa. Đôi Philips này trên kênh 4 triệu 8, được chưa? Philips trên kênh 4 triệu 8, để cho các bác 38 nhá. 3 triệu 8, đôi Philips này. Đôi này nữa, đôi này là đôi này là có loa súp này, có công suất này, tất cả có loa súp, có công suất. À, đằng trước là một con chung loa súp không, con này loa loa con này là con Defin cái gì Niver ấy, đọc không đọc được. Con này ở trên kênh giá 10 triệu 8, có súp này, có loa súp này, cắm thì phải cắm điện này nhé, cắm điện có súp này, các bác chỉ cần cắm vào đây. Hàng à, bao hàng xịn cho bác luôn nhé, 350W này. Ok chưa, quét ra. Trên kênh giá 10 triệu 8 nhé. 10 triệu 8, còn luôn nguyên, nguyên thùng hộp luôn. Để cho các bác 10 triệu 8, 9 triệu 8 đi. Hồi 8 triệu 9. 8 triệu 9 với yêu cầu phải chia sẻ bài trên trang cá nhân mới chấp nhận giá này. Tiếp tục con này nữa. Con này là con Mission. Con Mission hàng khủng này nhá. Đây con Mission này, 4 loa, 5 loa một mặt, một thùng 15 triệu 900. Để cho các bác 14 triệu 9. 14 9, 13 9 đi. Nhá, 13 9. Tiếp tục con NHT này của Mỹ. Cái NHT đây. NHT. Con này 23 mặt đây, mặt trước đây. Mặt trước của nó đây, mặt trước là một bát, một con đẹp đấy, chưa, một con loa bát súp bên hông. Con này là con NHT ST4 200W một loa, hàng Mỹ nhá, made in USA. Con này trên kênh là 11 triệu 900 nhá. 11 triệu 900, để cho bác 10 triệu 900. 9 triệu 9, 9 triệu 900 nhá. Đã chấm hết chưa các bác? Chỉ một clip là xong thôi các bác, không phải lo.
Như là để đợi em Tuấn ngày hôm qua nó 5 clip rồi thì các bác cứ từ từ. Tiếp tục nữa ạ. Con ly âm ly này này. Con âm ly Aricam Alpha 8 nhá, Alpha 8. Trên kênh là 9 triệu 8 nhá. 8 triệu 8 để cho bác 7 triệu 9 nhá. Bảy triệu chín âm ly alpha 8, 7 triệu 9. Tiếp tục bộ rè bao adcom của USA, bộ đề này đây nhá, đây là con bao này, đây là con rè này, cả hai con này adcom 5 4 5, hai la mã là đây con bao adcom 3 4 5, con rè trên kênh giá 15 triệu 8. Hai con này khủng rồi, có clip giới thiệu rồi mà bắt đầu cần 15 triệu 8. Để cho bác 10, 5, 8, 10, 4, 8. Thôi 13, 9 đi. 13 triệu 9 nha. Ok chưa? 13 triệu 9 hai con này. Mà bác là còn cần cái gì nữa không? Còn cần gì hỏi nữa không ạ? Cần gì hỏi nữa không? Đây. Hai đây còn con tivi màn cường lực để em bị lắp đây. Hai cái phòng hát. Nhưng mà đây cái tivi màn tầng 2 của em đấy. Tầng 2 của em hôm qua em bảo cho bác con này hơn 50 inch nhé, gần 60 inch ấy. Bác nó lấy thì hỏi. Ok chưa? Còn đây, còn đôi đèn ngoáy này nữa, đôi đèn ngoáy theo ánh sáng, đôi đèn ngoáy này em trước về em bị lắp trên phòng tầng 2 karaoke của em nhưng mà em chả lắp. Em quay ở đây chắc bác nhìn thấy lâu lắm mà. Em để đây từ năm ngoái. Chả thích lắp ngoáy nữa. Đấy, bác nào thích thì em chuyển.